Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại dưới đây. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kẹp tóc hình con chuột như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm thôi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 4 cuộn len. Ở đây thì mình có một cuộn len màu hồng đậm này, màu tím, màu hồng nhạt và một màu xanh cây. Keo nến, que móc, một chiếc kẹp tóc và một cây kéo. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Mình sẽ sử dụng cái màu hồng này để móc cho cái phần đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nem và nêm mũi móc cho mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ tạo cho mình một nút thắt và từ cái nút thắt đó móc cho mình 12 mũi móc đơn, 12 mũi bính nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải lên một nút thắt trước đã. Sau khi đã có được một nút thắt như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu lên cho mình các chân bính 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và chân mũi thứ 12. Vậy là mình vừa đã lên được 12 mũi bính này. Bỏ qua cho mình chân bình thứ 12 và móc vào chân bình thứ 11, lên cho mình một mũi móc đơn. Và đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ nhất. Sau cả mũi móc đơn này thì các bạn sẽ móc cho mình thêm 9 mũi móc đơn vào các chân bình tiếp theo của hàng. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và chân mũi thứ 9 cộng với lại một cái chân móc đầu tiên mà chúng ta móc vào cái chân bình thứ 11, tổng cộng chúng ta đã có được 10 mũi móc đơn. Và các bạn thấy là chúng ta còn một cái chân móc cuối cùng, cái chân bình cuối cùng này này. Tại cái chân bình cuối cùng của hàng thứ nhất sẽ lên cho mình 3 mũi móc đơn cho một chân móc. Sau khi chúng ta đã tăng mũi xong ở cái chân bình cuối cùng đó 3 mũi móc đơn thì các bạn lại tiếp tục móc cho mình 9 mũi móc đơn vào các chân móc còn lại của hàng thứ nhất này cho mình. 3 này, 4, 5, 6, 7, 8 và chân mũi thứ 9. Sau khi chúng ta đã lên được 9 mũi móc đơn thì các bạn sẽ thấy là chúng ta còn một cái chân móc cuối cùng của hàng thứ nhất. Tại cái chân móc cuối cùng này thì chúng ta sẽ lên 2 mũi móc đơn chung một chân móc. Và chúng ta kết thúc hàng thứ nhất ở đây. Và là chúng ta đã có được 10 này, 13, 23 và 20. Chúng ta đã có được 23 mũi móc, 25 mũi móc chứ. Tại vì ở phần cuối này chúng ta, vậy là 24 mũi móc. Tại vì phần cuối chúng ta sẽ tăng được 2 chân móc này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua hàng thứ 2. Tại chân móc đầu tiên của hàng thứ 2 các bạn sẽ trượt mũi cho mình. Lên cho mình một mũi bính và tại cái chân móc mà chúng ta vừa lên mũi bính, móc cho mình một mũi móc đơn. Và đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ 2. Cùng với lại cái chân móc đó thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi móc đơn. Trước khi móc mũi móc đơn thứ 2 thì các bạn có thể lấy cái đánh dấu chân móc ấy để chúng ta đánh dấu vào đây. Để chúng ta có thể xác định được đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ 2 này. Bây giờ cùng với lại cái chân móc mà chúng ta vừa lên một mũi móc đơn, các bạn sẽ lên tiếp cho mình một mũi móc đơn thứ 2. Vậy là mình đã có được 2 mũi móc đơn cho cái chân móc đầu tiên này. Sau khi chúng ta đã tăng mũi xong ở cụm chân móc đó thì các bạn đã tiếp tục móc cho mình 9 mũi móc đơn vào các chân móc còn lại của hàng. Năm này, 6, 7, 8 và chân mũi thứ 9.
Và mình đang dừng lại ở cái cụm 300 móc đơn này. Tại cái cụm 300 móc đơn này thì các bạn sẽ lần lượt tăng mũi vào 300 móc. Đây cho mình mỗi mũi móc của chúng ta sẽ gồm 2 mũi móc đơn cho một chân. Vậy là chúng ta sẽ có được 6 mũi móc đơn cho cái chân móc. À, 6 mũi móc đơn cho cái hàng thứ hai. Sau khi đã lần lượt tăng mũi vào cái cụm 300 móc đơn của hàng thứ nhất. Sau khi chúng ta đã tăng mũi xong thì các bạn lại tiếp tục móc cho mình 9 mũi móc đơn vào các chân móc còn lại của hàng cho mình. 2 này. 3. 4. 5. 6. 7. 8 và chân mũi thứ 9. Và là mình còn 2 chân móc cuối cùng của hàng thứ 2. Tại 2 chân móc cuối cùng này các bạn sẽ lần lượt tăng mũi vào 2 chân móc. Lên cho mình mỗi mũi móc của chúng ta sẽ gồm 2 mũi móc đơn cho một chân. Và là mình đã có được 4 mũi móc đơn cho 2 chân móc cuối cùng của hàng thứ 2 này. Và mình kết thúc hàng thứ 2 ở đây. Các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng thứ 3 một mũi móc trượt. Lên cho mình một mũi bính vào tại cái chân móc mà chúng ta vừa trượt mũi. Móc cho mình một mũi móc đơn. Và đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ 3. Chân móc thứ 2, lên cho mình 2 mũi móc đơn cho một chân. Và mình đã có được 3 mũi móc đơn cho 2 chân móc đầu tiên của hàng thứ 3 này. Vậy là qua các hàng thì các bạn thấy là chúng ta sẽ tăng mũi vào các cụm chân móc cố định. Như là chân móc đầu tiên này, chân móc ở giữa và các cụm chân móc cuối cùng của hàng. Và phía hai bên thì chúng ta sẽ giữ nguyên cho mình 9 mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc các chân móc này giống nhau qua các hàng cho mình nhé. 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, chúng ta chỉ cần lên cho mình 9 mũi móc đơn thôi. Và mình đang dừng lại ở cái cụm tăng mũi thứ 2. Từ cái cụm tăng mũi thứ 2 này thì các bạn sẽ móc vào chân móc đầu tiên lên cho mình một mũi móc đơn này. Chân móc thứ 2 của chúng ta sẽ là 2 mũi móc đơn cho một chân. Tương tự như thế thì chúng ta còn 4 chân móc còn lại. Các bạn cũng sẽ lần lượt tăng mũi vào chân móc thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong 6 mũi móc đơn. Lên cho mình các chân móc đó sẽ là 2 mũi móc đơn cho một chân. Và là mình vừa đã có được 9 mũi móc đơn cho cái hàng thứ 3 này sau khi đã tăng mũi vào cái cụm tăng mũi thứ 2. Sau khi các bạn đã tăng mũi xong thì chúng ta sẽ móc cho mình 9 mũi móc đơn vào các chân móc còn lại của hàng. Và chúng ta sẽ dừng lại cho mình ở 4 chân móc cuối cùng của hàng thứ 3. Tại 4 chân móc cuối cùng của hàng thứ 3 thì ở chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn này. Chân móc thứ 2, 2 mũi móc đơn cho một chân. Và 2 chân móc còn lại của hàng thứ 3, các bạn cũng sẽ tăng mũi cho mình vào cái chân móc cuối cùng. Vậy là mình đã có được 6 mũi móc đơn cho 4 chân móc cuối cùng của hàng thứ 3 này. Và mình kết thúc hàng thứ 3 ở đây. Các bạn sẽ cắt cái sợi len màu hồng này đi cho mình. Và mình sẽ thay vào đây là cái cuộn len màu tím. Các bạn sẽ lấy len màu tím này, đưa qua móc vào cái chân móc đầu tiên của hàng thứ 4 cho mình. Chúng ta sẽ đưa qua móc vào đây này. Kéo sợi len màu tím qua chân móc. Trượt mũi cho mình. Lên cho mình một mũi bính. Và tại cái chân móc mà chúng ta vừa lên mũi bính ấy, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi nửa kép chung một chân móc và mũi nửa kép thứ 3.
Vậy là mình với cái chân móc đầu tiên thì mình đã có được 3 mũi nửa kép chung một cái chân móc này. Sau đó các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào chân móc bên cạnh một mũi móc trượt. Tiếp tục lên mũi nửa kép vào chân móc tiếp theo cho mình. 1 2 và chân mũi nửa kép thứ 3. Chuyển mũi vào chân móc bên cạnh một mũi móc trượt và tiếp tục lên chân móc tiếp theo cho mình. 1 nè, 2 và 3. Và là chúng ta ở hàng thứ tư này thì mình sẽ có được một cụm chân móc gồm 3 mũi nửa kép chung một cái mũi móc này. Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm chân móc này cho mình từ mũi móc cuối cùng của hàng thứ tư này nhé. Một mũi nửa kép này, 2 và mũi nửa kép thứ 3. Sau 3 mũi nửa kép thì chuyển mũi vào chân móc bên cạnh, lại tiếp tục lên cụm mũi nửa kép tiếp theo. Và các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta móc cái hàng thứ tư này ấy, như ở các phần trước thì chúng ta sử dụng mũi móc đơn đúng không ạ? Thì mũi móc đơn của chúng ta có thể dễ dàng tăng mũi vào các chân móc. Nhưng mà ở hàng này thì chúng ta sẽ không tăng mũi vào các cụm chân móc giống như ở hàng thứ ba nữa. Và các bạn chỉ cần lên cho mình một cụm chân móc 3 mũi nửa kép chung một chân và các mũi móc của hàng thứ tư cho mình. Sau 3 mũi nửa kép đó thì các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào chân móc bên cạnh. Sau đó chúng ta lại tiếp tục lên mũi móc vào các chân móc tiếp theo của hàng cho mình. Hay vậy là các bạn thấy là khi mà chúng ta móc được một cái cụm chân móc đó thì mình đã tạo một cái đường viền ở phía bên ngoài này, gồm các chân móc, gồm các cụm chân nửa kép ấy. Tương tự như thế thì các bạn lại tiếp tục lên mũi móc cho mình vào các chân móc tiếp theo của hàng. 3 mũi nửa kép này, chuyển mũi, tiếp tục lên mũi nửa kép tiếp theo. Một nè, 2 và chân mũi nửa kép thứ 3. Sau mũi nửa kép đó thì chúng ta sẽ chuyển mũi và tiếp tục lên mũi cụm mũi nửa kép tiếp theo vào các chân móc còn lại của hàng thứ tư cho mình. Khi mà các bạn chuyển mũi nhá thì chúng ta nới lỏng cái sợi len chân móc ra một chút để chúng ta có thể dễ dàng đưa được các mũi móc qua cái sợi len này. Tiếp tục lên chân móc tiếp theo. Vậy là mình đã móc được tới các cụm chân móc cuối cùng của hàng thứ tư này rồi này. Các cụm chân móc này của chúng ta đều giống nhau, cho nên là chúng ta sẽ móc cho mình liên tiếp vào các chân móc tiếp theo của hàng. Sau khi các bạn đã móc được tới chân móc cuối cùng của cái hàng thứ tư này ấy, thì chúng ta sẽ trượt mũi cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng thứ năm, một mũi móc trượt. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc nha. Các bạn có thể cắt len được để chúng ta chuyển qua phần khác. Mình còn chân móc cuối cùng này. Sau khi các bạn đã chuyển mũi từ chân móc cuối cùng thì lên cho mình một mũi bính. Sau đó các bạn sẽ cắt len cho mình. Đưa cái sợi len này qua chân móc này. Và từ cái chân móc đó chúng ta lại kéo ngược cái sợi len về phía đằng sau. Và cắt đi cho mình những cái đoạn len thừa.
Vậy là mình vừa đã móc xong được một cái phần vỏ kẹp tóc. Để tại vì phải có cái phần vỏ này thì chúng ta mới có thể gắn được chiếc kẹp tóc vào phía mặt đằng sau. Chúng ta sẽ gắn vào phía đằng sau này này. Và tùy theo kích thước của chiếc kẹp tóc của mình để mình móc sao cho nó phù hợp với lại cái phần mà chúng ta móc nên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ sang một bên này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hai chiếc tay tròn để chúng ta gắn lên trên cái phần vỏ kẹp tóc kia. Về cái phần móc tay thì mình sẽ sử dụng cái màu tím này. Các bạn sẽ lấy nen cho mình, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Và từ cái vòng tròn này sẽ lên cho mình 6 mũi móc đơn. Một nè, hai, ba, bốn, năm và chấm bước thứ sáu. Kéo sợi nên này lại nè. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua hàng thứ hai. Tại chấm móc đầu tiên của hàng thứ hai, các bạn sẽ chuột mũi cho mình một mũi móc chuột. À, chúng ta không cần chuyển mũi đâu, các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc đơn. Và đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ hai này. Cùng với lại cái chân móc đơn đó thì các bạn nên tiếp cho mình một mũi móc đơn nữa. Vậy là mình đã có được hai mũi móc đơn cho cái chân móc đầu tiên của hàng thứ hai. Vậy là chúng ta còn 5 chân móc còn lại, các bạn cũng sẽ lần lượt tăng mũi vào 5 chân móc đó lên cho mình. Mỗi chân móc của chúng ta sẽ gồm hai mũi móc đơn. Vậy là mình đã có được 12 mũi móc đơn cho cái hàng thứ hai sau khi đã lần lượt tăng mũi vào cái cụm 6 chân móc đơn của hàng thứ nhất. Mỗi chân móc này thì mình sẽ tăng vào đây 2 mũi móc đơn này. Và mình còn một cái chân móc cuối cùng. Và mình kết thúc hàng thứ hai ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua hàng thứ ba nhé. Tại chân móc đầu tiên của hàng thứ ba, các bạn sẽ trượt mũi cho mình, lên cho mình một mũi bính và tại cái chân móc mà chúng ta vừa trượt mũi, móc cho mình một mũi móc đơn. Và đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ ba. Chân móc thứ hai, chúng ta sẽ lên cho mình hai mũi móc đơn cho một chân. Vậy là mình đã có được 3 mũi móc đơn cho hai chân móc đầu tiên của hàng thứ ba này. Tương tự như thế thì các bạn sẽ lặp lại cái cụm chân móc này cho mình thêm 5 lần nữa. Và tổng số chân móc của hàng thứ 3 chúng ta sẽ có được là 18 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ tăng mũi vào cái chân móc thứ 2 trong cụm 2 mũi móc đơn đó. Còn cái chân móc đầu tiên thì các bạn vẫn giữ nguyên cho mình là 1 mũi móc đơn nhé. Với hàng thứ ba này thì chúng ta chỉ cần móc cho mình 15 mũi móc đơn thôi. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc cuối cùng này. À không, chúng ta cứ móc hết đi. Tại vì tí nữa chúng ta còn thay nen nữa. Và là mình đã móc được 18 mũi móc đơn cho cái hàng thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua hàng thứ tư. Với hàng thứ tư này thì mình sẽ cắt nen này. Mình sẽ thay vào đây là một cái sợi nen màu xanh cây để mình móc cái đường viền phía bên ngoài. Chuột mũi cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng thứ tư một mũi móc chuột. Lấy cho mình một mũi bính và tại cái chân móc mà chúng ta vừa chuột mũi, móc cho mình một mũi móc đơn. Và đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ tư. Chân móc thứ hai nên cho mình một mũi móc đơn nữa. Và tới chân móc thứ ba của chúng ta sẽ là hai mũi móc đơn cho một chân. Và là với hàng thứ tư này thì mình có một cụm chân móc gồm 3 mũi móc đơn. Thì ở hai cái chân móc đầu tiên mình đã có được hai mũi móc đơn cho hai chân móc đầu. Và tới chân móc thứ ba của mình sẽ là hai mũi móc đơn cho một chân. Và là mình đã có được 4 mũi móc đơn cho ba chân móc đầu tiên của hàng thứ tư này. Tương tự như thế thì các bạn sẽ lặp lại cho mình thêm 4 lần nữa. Và các bạn sẽ dừng lại cho mình ở 3 chân móc cuối cùng của hàng thứ tư này nhé.
2 này, và dạng xoắn móc thứ 3 của chúng ta sẽ là 2 mũi móc đơn cho một chân. Tương tự như thế thì mình còn 2 cụm còn lại. Và tổng số mũi móc của hàng thứ 4 chúng ta sẽ có được là 23 mũi móc nhé. Sau khi các bạn đã móc được dừng lại cho mình ở cụm 3 chấm móc cuối cùng ấy, thì các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào chấm móc bên cạnh một mũi móc trượt, lên cho mình một mũi bính và các bạn sẽ cắt len cho mình. Đưa cái sợi len này qua chân móc này, và từ cái chân móc mà chúng ta vừa trượt mũi đó, chúng ta lại kéo ngược cái sợi len về phía đằng sau. Và các bạn sẽ cắt đi cho mình những cái đoạn len ngắn này. Những cái đoạn len thừa chúng ta sẽ cắt đi. Và là mình vừa đã móc xong được cái chiếc tay thứ nhất với hai màu là màu tím và màu xanh cây. Thế nên chúng ta sẽ gắn lên đây. Tương tự như thế thì bây giờ mình sẽ móc tiếp cái thứ hai. Với cái thứ hai này thì các bạn sẽ móc giống như cái đầu tiên ý. Cũng đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ tạo một nút thắt này. Và từ cái nút thắt này sẽ lên cho mình 6 mũi móc đơn. Một nè, hai, ba, bốn, năm và cho mũi thứ sáu. Sau đó chúng ta sẽ kéo len lại nè, và chúng ta sẽ chuyển qua hàng thứ hai. Với cái phần móc tay này thì mình sẽ móc nhanh hơn cái tay thứ nhất, tại vì số chân móc và mũi móc của chúng ta đều giống nhau. Với hàng thứ hai thì các bạn sẽ lần lượt tăng mũi vào 6 chân móc lên cho mình. Mỗi mũi móc của chúng ta sẽ gồm 2 mũi móc đơn cho một chân. Và tổng số chân móc của hàng thứ hai chúng ta sẽ có được là 12 mũi móc đơn. Và cái chân móc cuối cùng này. Sau khi các bạn đã móc được 12 mũi móc đôi cho cái hàng thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua hàng thứ ba. Tại chân móc đầu tiên của hàng thứ ba, các bạn sẽ trượt mũi cho mình, lên cho mình một mũi bính và tại cái chân móc mà chúng ta vừa trượt mũi, móc cho mình một mũi móc đơn. Và đây sẽ là chân móc đầu tiên của hàng thứ ba. Chân móc thứ hai của chúng ta sẽ là 2 mũi móc đơn cho một chân. Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm chân móc này cho mình thêm 5 lần nữa. Và tổng số chân móc của hàng thứ 3 chúng ta sẽ có được là 18 mũi móc đơn. Lên mũi móc đơn đầu tiên này. Và ở chân móc thứ 2. Để cho chúng ta có thể dễ dàng móc hơn thì mình nghĩ là trong một cái cụm thì chúng ta lấy hai cái chân móc liền kề nhau ấy. Sẽ là một cụm chân móc. Và các bạn sẽ tăng mũi vào cái chân móc thứ hai trong cụm chân móc đó, lên cho mình 2 mũi móc đơn cho một chân. Và là mình kết thúc hàng thứ 3 ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua hàng thứ 4 nhé. Tại chân móc đầu tiên của hàng thứ 4 thì chúng ta sẽ thay một cái sợi len màu xanh cây. Đưa cái sợi len cây xanh cây này vào cái chân móc đầu tiên của hàng thứ 4 này. Kéo cái sợi len đó qua chân móc. Trượt mũi này, lên cho mình một mũi bính. Sau đó móc vào cái chân móc mà chúng ta vừa trượt mũi, móc cho mình một mũi móc đơn này, 2 mũi móc đơn và 2 chân móc liền kề. Và tới chân móc thứ 3 của chúng ta sẽ là 2 mũi móc đơn cho một chân. Tương tự như thế thì các bạn sẽ móc cho mình thêm 4 lần nữa vào các chân móc còn lại của hàng thứ 3. 1 này, 2 và chân mũi thứ ba của chúng ta sẽ là 2 mũi móc đơn cho một chân. Và các bạn sẽ dừng lại cho mình ở 3 mũi móc đơn.
cuối cùng của hàng thứ tư này nhé. Chuyển mũi cho mình vào chân móc bên cạnh này, lê cho mình một mũi bính và chúng ta sẽ cắt len. Đưa cái sợi len này qua chân móc này, và từ cái chân móc mà chúng ta vào chuyển mũi, kéo ngược cái sợi len về phía đằng sau và chúng ta sẽ cắt đi những cái đoạn len thừa. Vậy là mình vừa đã móc xong được chiếc tai thứ hai này. Bây giờ mình sẽ gắn lên trên cái phần kéo tóc kia những quả dâu nhỏ màu hồng, thì mình sẽ sử dụng cái màu hồng đậm kìa, cái màu hồng còn lại ấy, thì sẽ móc lên đây quả nhỏ. Để móc quả thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật, và từ cái vòng tròn ma thuật này sẽ lên cho mình hai mũi bính. Một này và hai. Sau hai mũi bính này thì sẽ móc cho mình năm mũi kép đơn. Một này, hai, ba, bốn và mũi kép đơn thứ năm. Lên cho mình hai mũi bính, chuyển mũi xuống chân móc cho mình một mũi móc chuột, lên tiếp cho mình một mũi bính nữa và chúng ta sẽ cắt len. Đưa cái sợi len này qua chân móc này, và các bạn sẽ quay một cái phần xuôi về phía đằng trước ấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái màu xanh cây cho mình để móc cho mình thêm một hàng ở phía bên trên. Đưa quay móc vào giữa hàng thứ nhất cho mình, và cái chân móc đầu tiên ấy, kéo cái sợi len này qua này, lên cho mình một nút thắt, sau đó móc cho mình năm mũi nửa kép. Một này, hai, ba, bốn và mũi nửa kép thứ năm. Sau khi các bạn đã móc được năm mũi nửa kép thì chúng ta sẽ lên cho mình một mũi bính và các bạn sẽ cắt len. Đưa cái sợi len này qua chân móc này, buộc hai cái sợi len màu xanh cây này lại cho mình. Và chúng ta sẽ cắt đi cái đoạn len thừa. Sau khi các bạn đã buộc xong cái sợi len màu xanh cây ấy, thì chúng ta sẽ rút cái sợi len màu hồng lại. Và các bạn cũng sẽ cắt ngắn cái phần len màu hồng này đi. Vậy là mình vừa đã móc xong được một quả dâu nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng con nến để gắn hai cái tai với lại phần quả dâu lên trên cái phần vỏ kéo tóc kia nhé. Thì đầu tiên mình sẽ gắn chiếc kẹp tóc vào phía mặt đằng sau trước đã. Chúng ta sẽ lấy chiếc kẹp tóc này. Các bạn sẽ lấy cái nến đưa lên hiểm đầu và cái phần cuối của chiếc kẹp tóc. Sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại và gắn vào cái phần giữa của cái phần vỏ kéo tóc này cho mình. Các bạn sẽ giữ chặt và ấn cho mình, giữ cho mình tầm khoảng 5 đến 6 giây để cho keo nến của chúng ta nó khô lại và chắc cái phần keo lại với nhau hơn. Chúng ta ấn xuống này. Sau khi các bạn đã gắn được chiếc cặp tóc vào phía mặt đằng sau ấy, thì bây giờ chúng ta quay về mặt đằng trước. Các bạn sẽ gắn cho mình cặp tai trước này. Một và chiếc tai thứ hai. Chúng ta sẽ ấn xuống nhé. Và các bạn có thể giữ cho nó chắc này. Sau khi các bạn đã gắn lên đây được cặp tai thì mình sẽ lấy cái sợi dây, kiểu như là cái sợi dây buộc ấy, để chúng ta sẽ buộc thành một chiếc nơ trang trí này. Với cái phần dây này thì chúng ta sẽ buộc một chiếc nơ nhỏ. Các bạn sẽ thắt lại cho mình này.
Và các bạn điều chỉnh cho chiếc nơ của chúng ta sao cho nó vừa ấy. Và cắt ngắn cái sợi dây này đi cho mình. Và là mình vừa đã buộc xong được một chiếc nơ này. Bây giờ chúng ta sẽ gắn chiếc nơ này vào phần giữa của cái tai này nhé. Mình sẽ đính lên đây. Sau khi đã đính được chiếc nơ lên đó thì mình sẽ gắn quả dâu này vào phần giữa của chiếc nơ. Các bạn sẽ ấn xuống cho mình này. Và các bạn không nên ấn nó quá chắc xuống nhé. Kiểu như là chúng ta sẽ bóp cho cái phần của cái quả của mình ấy, nó phồng lên. Và là mình vừa đã hướng dẫn xong cách móc một chiếc kẹp tóc có hình tay gấu này. Ở bên trên mình có đính một chiếc nơ được làm từ cái sợi dây, và mình có gắn lên trên chiếc nơ đó một quả dâu mini màu hồng như thế này. Chúc các bạn làm thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé.